Serato lên màn online và cảm biến và cam 360 độ Owin có chế độ ghi camera hành trình. Đánh lái sang phải, đánh lái sang trái, lùi, tiến và D. Và đây bật cam có chế độ đánh lái theo vô lăng đầy đủ. Ngoài ra còn có chế độ view cả hai bên sườn lốp, hai bên sườn xe, gọi cam. Sau đấy là chúng ta sẽ bật, nhấn một lần thì sẽ bấm cảnh báo thì sẽ ra được chế độ như thế này. Rất hay đúng không ạ? Chế độ gần, chế độ xa. Ngoài ra thì có chế độ ghi cả 4 mắt, cam trước, cam sau, cam hai bên sườn. Độ cứng là 500GB. Rất tuyệt vời, sẽ hỗ trợ các bạn lái xe an toàn. Xin cảm ơn.